Hello, hello, chào mừng em trở lại với cái video tiếp theo kênh của mình nhá. Yes sir, nay thì chắc chắn rồi. Ngồi triển cái cầu ấy kèo rất là cuốn và tầm đá ở bên cái bộ môn hit club thôi. Hit club này thì cầu kèo đẹp và tỷ lệ thắng ok rồi. Đấy, mình đã lên cho anh em khá là nhiều clip rồi. Cái hướng cầu kèo đi rất là đẹp và ổn định. Hiện tại thì bên game thì vẫn đang có cái code là 30k cho anh em tân thủ. Thì mình sẽ hướng dẫn em cách để nhận code này nhá. Đấy, code này thì nhận cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, trước tiên anh em mà click ngay cho mình vào cái phần hỗ trợ đấy. Đấy, phần hỗ trợ này thì anh em sẽ được trực tiếp làm việc với bên chăm sóc khách hàng. Thì ở đây thì nó hỏi anh em cần hỗ trợ vấn đề gì thì anh em tích ngay cho mình là cái phần nhận code tân thủ ngày 2 tháng 9 đấy, thì bắt đầu chat thì người ta sẽ gửi code thôi. Code này thì sẽ gửi trực tiếp vào game luôn anh em nhé. Mình thì mình nhận mấy hôm rồi, nói chung là đây là một cái code rất là ngon và để mà nói là kiếm lãi kiếm lời phải gọi là perfect đấy. Tại vì cái code này thì nó không giới hạn cái tiền anh em có thể rút, anh em lên được bao nhiêu thì anh em rút bấy nhiêu thế thôi đấy. Thế là mình đánh giá đây là một code là rất là ngon anh em nhá, rất là ngon luôn. Là anh em nào mà chưa nhận thì nhanh tay em nhận ngay thôi nhá. Ok đấy, nay thì ngồi bắt cầu. Mình nói thật anh em nhá, mình chơi một mạch từ 50m đấy, bây giờ anh em thấy đấy 129m đây, cái lịch sử đánh của mình đây, đây thắng đây thua đây, anh em nhìn này, cái lịch sử đánh này, ăn này ăn này ăn này, được chưa? Trong suốt xuân khoảng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 tay xịt có 2 tay thôi, tỷ lệ thắng hơn 80%. Quá là ngon luôn, anh em thấy sao ạ? Đấy, anh em thấy sao về cái xác suất cầu kèo và cái tỷ lệ thắng ở bên con này khi mà mình triển? Đấy, mình phải đánh giá là quá ngon luôn. Đấy, chứ có con nào mà ngon bằng con này nữa. Những cái khuôn nó đã rất là cứng. Ví dụ như tay này mà đang theo cái đường 11 nhá. Mà không được thì phải làm thế nào? Thì tay này, tay tiếp theo này thì mình đâm thêm cái đường bệt thôi. Đấy, mình đâm đâm cho mình cái con đường bệt cầu ngắn, nhầm 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 cầu ngắn thì mỗi con nó chỉ đi tầm 2 lần đấy, thì bẻ lại cho mình về xỉu tiếp. Tay này 10m luôn, tay này mà xịt nhá là thì mình sẽ xác định là ví dụ tay này mà xịt thì mình sẽ chuyển hướng đến cái việc là nó đang xuất hiện cái đường cầu bệt và mình sẽ đánh một tay mặt thật là mạnh luôn. Đấy, thế này nói thế này cho hào hứng nhá. Cái này thì xác suất về xỉu phải đạt 80% rồi. Nếu mà xỉu nó không clean, nó không về thì tại sao tôi sẽ đánh 50m tiền tài, được chưa? Tin chuẩn. Tin chuẩn luôn. Đấy, nói vậy cho anh em nghe cho nó gọi là bánh cuốn nhá. Đấy, mình nói real fact luôn anh em ạ. Tay này mà xịt thì tại sao đánh 50m luôn, không có nghĩ ngợi gì nhiều luôn. Được chưa? Nên anh em mà tin tưởng nhá. Ok, mạnh dạn luôn. Mạnh dạn luôn anh em ơi, nghĩ gì cho nó nhiều nhờ, cứ thế thôi. Đấy, xịt làm sao được anh em ơi. Đây là mình nói trường hợp xịt thôi chứ mình biết thừa là cái này không xịt rồi. Cái này thì làm gì có ly xịt anh em ơi. Đấy, cái hướng nó rõ ràng như thế này sao mà xịt được, không có ly xịt anh em ạ. Đấy, nói thì nói anh em nghe cho nó vui thôi, chứ những trường hợp này thì nó đã đi cái khuôn theo một cái bệt thời gian rất là dài rồi nên là gần như không có trường hợp gãy như thế anh em nhé. Ừ. Mấy ngày hôm nay mình thấy cầu ngắn nó đi rất nhiều luôn, thì cầu ngắn nó đi cực kỳ nhiều. Tôi nói thật anh em cứ theo khuôn cầu ngắn, không bao giờ lo lỗ, không bao giờ lo lỗ. Cái này thì tôi thích bắt kiểu xét cho nó kỹ hơn tí, thì kiểu cái tay thứ nhất này tôi còn xét xét tí. Chứ còn nếu như bình thường ấy thì anh em cứ đánh theo kiểu là gặp con gì bẻ con đấy, đéo bao giờ lo lỗ. Nói thật, bao phê luôn anh em ạ. Ừ. Nên là ok nhá, cứ thế thôi. Trời ơi, nó gọi là ngon. Tên này thì anh em biết đi gì đúng không? Tên này thì đi gì hao nhá anh em nhá. Đùa đấy. Xem nào. Khuôn này thì chắc chắn là phải qua lại tài rồi chứ có gì đâu mà nghĩ. Nghĩ gì cho đau đầu anh em ơi. Khuôn là khuôn cứng rồi. Khuôn cứng rồi đi lên hai con là nó gãy về, khuôn quá đẹp. Nói chung là mẹ mình thật ra mình thì mình cũng có nhiều cái hướng để đọc cầu, mình cũng biết cái công thức xí ngậu này, mình cũng biết xét điểm phiên này. Tuy nhiên là với những cái con như này thì không cần thiết phải xét anh em ạ, đánh cái gì gọi càng tối giản càng tốt thôi. Đấy, nghĩ nghĩ nhiều đéo gì đúng không? Cái đường cái này anh em đánh tối giản thôi, đấy, đúng cái phiên đúng cái hướng là có lãi thôi à, không cần phải cầu kỳ phức tạp gì đâu nhá. Đấy, cứ chuẩn cầu chuẩn kèo là có lãi, đéo nói nhiều, được chưa? Đấy, nói nhiều là thành em mõm anh em ạ. Ừ. Mình tập trung đánh là chính đấy, đẩy đi những cái hướng cho nó chuẩn là ok la nhất, được chưa?
Và ok, vậy là cái điều mà tôi nghĩ thì nó cũng đã xuất hiện là một cái đường cầu ngắn. Ừ. Với cái đường cầu ngắn này thì cứ mạnh dạn nhá, mạnh dạn đâm thêm xỉu thôi, 20 củ đấy. Mình thì mình không có rén những cái tay thế này anh em ạ, những cái tay thế này cũng khá là đẹp để mình có thể vào 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 vốn, cũng rất là ok, không vấn đề gì nhá, mạnh dạn luôn, mạnh dạn luôn. 20M đấy anh em ạ, 20M ấy, số tiền nó khá là to nhưng mình tự tin là ăn được, tự tin là ăn được anh em ơi. Tự tin, quan trọng là phải tự tin đúng không? Tự tin mới làm việc được. Ok. Mạnh dạn nào. 20M nào. 20M, 20M anh em nhá. Đấy, rất là hồi hộp luôn. Rất là hồi hộp luôn anh em ạ. Ừ. À, mở bát. Mở bát, mở bát. Và ui, sao nó có thể gãy đúng lúc như vậy được nhờ, đen thế, má đen vãi cả nho, gãy đúng lúc kìa. Thôi không sao, vẫn cái khuôn của cầu ngắn, mạnh dạn đâm tiếp thôi nhờ. Vẫn cái khuôn ở cầu ngắn này, mạnh dạn đâm tiếp thôi anh em ơi. Rồi, ok nhá. Xẹt cái xí ngậu đi tay cho chuẩn, gỡ gạc cái chứ như này là hơi hơi fail anh em ơi. Rồi xỉu nhá. 30 củ đi. Thôi thôi thôi, 40. Đánh thế cho nó rén anh em ơi. Đấy, những khuôn thế này là phải mạnh dạn lên. Đánh thế cho nó rén, sợ cái chó gì, được chưa? 40 mờ xỉu nào. Mạnh dạn và chuyến này đi hơi xa rồi anh em ạ, chuyến này đi hơi xa rồi, 50 đi hơi xa rồi, như này đi hơi xa quá, chuyến này đi hơi xa rồi mấy con vợ ơi. Rồi không sao, cố gắng vẫn cứ là tiếp tục thôi nhá. Thua kèo này ta bày kèo khác. Ok. Và giờ thì đi cái gì nhỉ? Đi cái gì cho nó chuẩn chỉ nhỉ?